Tập 7. Diệp Tử, mau chóng đem một ít hàng đó về kiểm tra hóa nghiệm, phân tích chi tiết các thành phần bên trong. Được, tôi biết rồi. Đối thủ lần này rất ghê gớm, tôi cần phải nhanh chóng quay về. Cái gì, lô hàng 3 triệu? Đúng vậy, và phải là hàng đá. Anh Bill, hàng lần trước anh đưa cho tôi thoáng cái đã bán hết sạch. 3 triệu không phải là một khoản tiền nhỏ. Cho dù chúng tôi có nhà máy, 3-4 ngày cũng khó mà sản xuất kịp. Anh Bill, anh phải nghĩ cách giúp tôi. Nếu không, anh đưa hàng của người khác cho tôi mượn bán trước, thế chẳng phải là xong sao? Được rồi, anh về nhà chờ đi. Tối nay tôi sẽ trả lời anh. Được. Anh Bill, chuyện này phải nhờ anh rồi. Có gì đâu, anh em cùng nhau làm dâu. Đúng, anh em cùng nhau làm dâu. Có vấn đề gì không? Hàng không có vấn đề gì, chỉ sợ người có vấn đề. Giao dịch đầu tiên diễn ra quá suôn sẻ, vì quá suôn sẻ nên mới có vấn đề. Đối phó với cảnh sát có nhiều cách. Tiểu Vương, đã có báo cáo hóa nghiệm. Đúng như dự đoán của đội trưởng Lôi. Hàng này cùng một lô với hàng mà chúng tôi đã tra được trong thành phố. Tốt quá rồi, lần này chúng ta có thể một lưới tóm gọn cả bọn buôn ma túy ấy. Nhưng có một tin xấu, báo cáo hóa nghiệm còn cho ra một kết luận khác. Kết luận gì? Bình thường thì trong ma túy đá sẽ chứa rất nhiều ephedrine, nhưng trong báo cáo này chúng tôi không tìm thấy ephedrine tự nhiên, thay vào đó lại tìm thấy ephedrine tổng hợp. Thế tức là nếu các băng đảng ma túy sử dụng ephedrine, chúng có thể bỏ qua công đoạn này, trực tiếp sử dụng ephedrine tổng hợp để thuận lợi cho việc sản xuất và mua bán. Bọn chúng đã lược bỏ một công đoạn lớn, thế này thì quá trình sản xuất sẽ trở nên thuận tiện hơn, nhưng sẽ gây khó khăn cho việc kiểm soát ma túy của chúng ta. Tình huống này rất nghiêm trọng, chúng ta phải báo ngay cho cục trưởng. Đại Bạch, Tiểu Vương, Diệp Tử, sao anh lại đến đây? Cục trưởng yêu cầu tôi hỗ trợ mọi người. Tốt quá rồi, chúng tôi đang lo thiếu người đây. Này, đội trưởng đâu? Tôi bị phát hiện rồi, tôi bị bọn buôn ma túy ở đây phát hiện. Ý của anh là sao? Đồng chí, tôi là tay trong do cục trưởng Khương của cục công an cài vào. Tôi đến đây để phối hợp với anh. Đồng chí cái gì? Ăn nói điên khùng. Này, đồng chí, anh không thể thấy chết không cứu. Cái gì thấy chết không cứu? Điên khùng, đồng chí, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Này, tôi thực sự là gián điệp. Nói cho mày biết, bố mày ghét nhất là cảnh sát. Có tin bố mày bắn chết mày không? Hiểu lầm. Là người mình. Anh Bill, thằng này là tay trong của cảnh sát. Lão đại, lần này anh tin người anh em này rồi chứ? Anh là lão đại. Đây là địa bàn của tôi. Lỡ tôi nổ súng thì sao? Không phải một phát súng là tôi bắn chết anh luôn sao? Đạn đều ở đây. Mẹ kiếp, dù diễn xuất có tốt đến đâu, cảnh sát vẫn là cảnh sát. Các đồng chí, đã đến lúc bắt hết bọn buôn ma túy, trả lại bầu không khí trong sạch cho thành phố chúng ta. Nhưng để phòng ngừa bất chấp, tôi chưa thể công bố địa điểm hành động tối nay. Bây giờ, các đồng chí vui lòng tháo bỏ các thiết bị truyền tin, ngoại trừ bộ đàm cảnh sát, sang một bên. Xong rồi, tôi cũng xong rồi. Của tôi đây. Nào. Lão đại, anh đang làm gì thế? Tiền của tôi đều đem đến đây hết rồi. Nếu anh muốn thì cứ lấy hết đi. Lão đại, không phải anh vừa thử hắn sao? Hắn không phải là cứng.
Không phải. Tôi hỏi anh, lô hàng nửa triệu đã giao xong, còn lô hàng 3 triệu này thì giao cho ai? Nói, rốt cuộc giao cho ai? Hóa ra là vì chuyện này. Tôi nói cho anh biết, tôi đưa cho A Sương của Giang Đông cùng một đám với Hà Đại Tráng. Biêu tử gọi điện thoại đi. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Tình hình thế nào? Bọn họ ở trong đó. Xem ra chỉ có thể xông vào thôi. Tôi sẽ dẫn vài người vào trong. Các cậu canh chừng bên ngoài. Không được, đội trưởng đang ở trong đó. Tôi cũng muốn đi. Muốn nổi loạn sao? Được, Diệp Tử theo tôi vào. Anh cùng Khương cục trưởng chờ ở cửa. Diệp Tử, sao thế? Mặc cái này vào đi. Không, không cần. Bên anh cũng nguy hiểm mà. Không được, cô phải mặc nó vào. Còn anh thì sao? Tôi không sao đâu. Anh phải cẩn thận đấy. Được rồi, phong tỏa tất cả các lối đi. Diệp Tử bên này. Vâng. Lão đại, lô hàng kia tôi kiểm tra rồi. Đúng là cho A Sương của Giang Đông. Thật không ngờ, phục vụ trở thành gián điệp, rồi lại biến thành lão đại. Nói thật với anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thấy sự đề phòng và cảnh giác trong anh. Lão đại, làm nghề của chúng ta, ai mà chẳng sống trên lưỡi dao mũi kiếm. Anh nói tôi có thể không cẩn thận sao? Anh nói đúng. Có tiền mua tiền cũng được. Tiền có thể sai khiến cả quỷ. Dân buôn ma túy như chúng ta đâu phải người, đều là quỷ cả. Đúng không? Không ổn, không ổn rồi. Ngoài kia đều là cảnh sát. Nhanh lên. Bên này, nhanh lên. Cản chúng lại cho tao. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi, chúng ta đi. Nhanh. Nhanh nào, chạy nhanh lên. Nhanh, nhanh. Lên. Không được cử động. Đại Bạch, không có người. Đi. Nhanh lên. Lão đại, làm gì bây giờ? Lão đại, chúng ta đi đâu? Trốn trong xưởng mấy ngày. Được. May quá, vẫn còn một lối bí mật. Lão đại, mau đi thôi. Ai nói đưa anh đi? Lão đại, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ tôi. Nếu không phải anh, làm sao cảnh sát tìm đến đây được? Lão đại, ai cũng biết đây là ổ ma túy. Chẳng lẽ cảnh sát lại không biết? Được rồi, lão đại, đừng cãi nữa, đi thôi. Đi thôi, cảnh sát đây, không được cử động. Không được động đậy, bỏ súng xuống.
Mau chạy thôi, đi. Nhanh nào. Nhanh nào. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Tiểu Vương, Tiểu Vương, cậu tỉnh lại đi, Tiểu Vương. Nhanh nào. Gọi cứu thương đi. Tiểu Vương. Tiểu Vương. Đi nào. Phim được dịch Tuyết Minh và Lồng Anh bạn này cũng cao lắm. Lão đại, Huyền đến rồi. Lên. Đi. Đi đi đi. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Không phải đến nơi là biết ngay sao? Nhưng phải để anh chịu khổ một lát vậy, Bưu tử. Đi nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, cấm giở trò. Nhanh lên, cục trưởng Khương. Có tin là bọn buôn ma túy đã chạy trốn bằng đường hầm. Chắc bây giờ anh ấy đang ở với bọn buôn ma túy. Alo, cục trưởng. Tình hình ở đây rất tốt. Hang ổ của bọn buôn ma túy cũng bị triệt hạ. Chỉ là đội trưởng Lôi và bọn buôn ma túy đã biến mất. Rõ. Diệp tử, cục trưởng bảo chúng ta lập tức trở về. Còn đội trưởng Lôi, chúng ta sẽ bỏ mặc anh ấy sao? Vẫn chưa rõ tình hình bên đội trưởng. Hơn nữa, chúng ta cần phải đưa Tiểu Vương quay về. Đúng vậy, ở đây tôi sẽ gọi các đồng chí trong cục vào kiểm tra, nhờ vào cục trưởng Khương. Báo cáo cục trưởng Khương, chúng tôi đã thu được hơn 2 triệu tiền giao dịch ma túy, tiêu diệt 7 tay buôn ma túy, bắt giữ 13 nghi phạm. Được rồi, mang về thẩm tra và tìm thấy cái này ở cầu thang. Là của đội trưởng Lôi. Cái gì đây? Là 3 triệu tiền giả mà Tiểu Vương chuẩn bị cho đội trưởng Lôi. Vẫn chưa ai động vào. Hy vọng vậy. Ali, đỡ đại ca, em còn không tự đi nổi. Anh còn bắt em đỡ hắn. Đừng có nhiều lời, làm đi. Được rồi, thật là. Tôi nói này lão đại, chúng ta đã cùng vào sinh ra tử với nhau. Anh làm thế này là sao? Sắp đến rồi, không có cách nào. Đây là quy tắc của ông chủ. Ông chủ, anh cố chịu đựng một lát đi. Đi đi, nhanh lên. Liều lĩnh. Đúng là liều lĩnh. Đội trưởng của các người làm trò liều lĩnh. Các người cũng không ngăn cản anh ta. Chúng tôi cứ tưởng kế hoạch sẽ khả thi. Nhưng không ngờ. Không ngờ. Không ngờ. Chúng ta chịu tổn thất lớn như vậy phải không? Đừng tự cho là mình thông minh. Chúng ta đang đối mặt với những tên tội phạm thông minh, am hiểu công nghệ cao, hành động như một anh hùng đơn độc. Như trước là không được đâu. Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ? Thế này đi. Trước tiên hãy ghép hai vụ án, vụ ở Bắc Sơn và vụ của chúng ta lại, rồi giải quyết. Xem có manh mối gì không. Chúng ta có nên nhờ công an toàn tỉnh hỗ trợ điều tra. Tung tích của đội trưởng Lôi vẫn chưa đến mức này. Chúng ta không thể để cho đám buôn ma túy biết. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang ở cạnh chúng. Lão đại, tôi không muốn làm nữa. Hôm nay tôi đã làm việc cả ngày rồi. Không được, lâu này sắp đến hạn giao hàng rồi. Làm không xong thì đừng hòng được nghỉ. Mau làm đi. Là ở đây sao? Không sai. Hàng anh muốn trong vòng 3 ngày là làm xong. Nhưng tôi làm rơi túi tiền ở khách sạn rồi. Tiền tài là vật ngoài thân. Mình là anh em cùng vào sinh ra tử. Tiền không có nghĩa lý gì. Hàng tốt đấy. Hàng tốt.
Diệp Tử, bên ngoài có một người phụ nữ tìm đội trưởng Lôi. Phụ nữ, hay là cô đi xem thử đi. Được. Chị Mỹ Lệ, Diệp Tử, tôi đến tìm đội trưởng Lôi, nhưng họ không cho tôi vào. Đội trưởng của chúng tôi không có ở đây. Cảnh sát hình sự có quy định không phận sự không thể vào trong. Hay là chị đi đăng ký, rồi đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát. Rắc rối quá. Vậy thì thôi đi. Giờ cô đã ra ngoài rồi, tôi mời cô tách trà được không? Được. Hai cô muốn uống gì? Cô Trương muốn uống gì cứ gọi. Miễn không phải cảnh sát thì uống gì cũng không vội. Cô thật hài hước. Thế thôi, chỉ cần hai ấm trà hoa cúc được không? Vâng, được rồi, xin vui lòng chờ một chút. Đúng rồi, chị Mỹ Lệ, chị có việc gì quan trọng cần gặp đội trưởng Lôi à? Nếu không ngại, tôi sẽ giúp chị chuyển lời cho anh ấy. Không có gì quan trọng cả. Tuần tới tôi sẽ về Hồng Kông, muốn đến chào anh ấy. Chỉ là điện thoại di động và điện thoại ở đơn vị của anh ấy đều không có ai bắt máy. Có phải có chuyện gì không? Đội trưởng Lôi, anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy đi công tác ở đâu? Xin lỗi, chúng tôi phải bảo mật nội dung công việc, tôi không thể tiết lộ cho chị. Vậy cũng không đến mức ngay cả di động cũng tắt máy chứ. Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Chị yên tâm, đội trưởng Lôi sẽ không sao đâu. Điện thoại tắt máy hẳn là do công việc yêu cầu. À, công việc của các cô nguy hiểm quá. Lô hàng giá 3 triệu ở trong đây. Thuyền đã sẵn sàng cho anh rồi. Lát nữa sẽ đưa anh đi. Bây giờ bên ngoài đang sóng gió lắm. Tôi nghĩ tôi nên ở đây thêm 2 ngày nữa. Không được. Hôm qua đối tác của ông chủ đến, biết tôi mang theo một người, hắn đã chửi tôi một trận. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy anh bắn chết một tên cảnh sát, bọn họ đã sớm xử lý anh rồi. Vậy sau chuyện hôm đó, anh với anh Bill sao rồi? Bọn tôi ổn. Cả một núi hàng đều là chúng tôi một tay bán cả đấy. Vậy được. Sau này gặp nhau thế nào? Như vậy đi, tôi sẽ cho anh số QQ và số tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Liên hệ như vậy là an toàn nhất. Lát nữa lại để anh chịu thiệt lần nữa rồi. Là sao? Đi. Alo, alo. Đại Bạch à? Đội trưởng. Đội trưởng, anh đang ở đâu? Chuyện của tôi, cậu không cần lo. Tôi hỏi cậu, Tiểu Vương thế nào rồi? Tiểu Vương. Tiểu Vương rất tốt. Tốt sao? Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì. Được, tôi nói cậu nghe. Bên kia có khá nhiều vấn đề, cậu phải có trách nhiệm. Cố gắng tìm ra tay buôn ma túy ở đây. Được rồi, thế thôi nhé. Alo, đội trưởng. Đội trưởng, tắt máy rồi. Chuyện của Tiểu Vương, trước mắt đừng nói đội trưởng biết. Biết rồi.
Cục trưởng tất cả đều ở đây. Mấy tay buôn ma túy này cũng trượng nghĩa với anh đấy. Nguyên lô hàng 3 triệu mà không lấy anh một đồng. Đáng tiếc, bọn họ trục thuốc mê tôi rồi mới đưa đi. Nếu không, tôi có thể tìm được xưởng sản xuất ma túy của bọn họ. À, họ cho tôi số QQ và một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Được rồi, tôi sẽ báo với bên cảnh sát mạng, nhờ bọn họ tìm cách liên lạc với đám buôn ma túy qua mạng. Ngoài ra, nhờ cảnh sát Hồng Kông theo dõi chặt chẽ biến động của số tài khoản này. Cục trưởng, tôi kiến nghị Cục Công an các huyện ven sông tìm kiếm dọc sông, có thể sẽ tìm được chỗ đó. Đường bờ sông dài mấy trăm km, cộng thêm các hộ phụ lưu, chúng ta không có đủ người và thuyền để kéo nổi cái lưới này. Hơn nữa, ngoài ra, hành động kéo lưới này quá lớn, mấy tay buôn ma túy nghe thấy tiếng gió sẽ chạy ngay. Tôi nghĩ ta nên hành động khôn ngoan hơn. Được rồi, cứ thế đi. Trước mắt anh đừng nên quay lại, tìm cách liên lạc với bên kia qua số QQ. Được rồi. Này cục trưởng, anh cầm hết đống hàng 3 triệu mà không cho tôi chút tiền xài à? Thằng nhóc này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xem tôi xử cậu thế nào. Anh Thanh. A Lực, đi theo tôi. Bọn mày đợi ở đây nhé. Có phải gần đây lại xảy ra chuyện? Đúng vậy, em nghe nói đơn hàng ở Bắc Sơn đã bị dừng. Bọn hắn thật chảnh chọe, quên mất mình là chuột. Sự ma túy đá kia sao rồi? Cũng bị dẹp luôn rồi. Cái này thì em không để ý, mày nên xử lý nó đi. Chứ không, nó luôn cản đường phát tài của chúng ta. Cái này khá khó xử lý. Anh cũng biết, tên phụ tá kia, từ khi nào đến lượt mày dạy tao cách làm việc? Em làm, để em làm là được, em sẽ làm, được chưa anh? Tao bảo mày tìm tuyến dưới cho tao, mày tìm thấy chưa? Gây go đấy. Dạo này, mọi người đang truyền tai nhau về một tài khoản QQ bí ẩn. Cái gì? Tài khoản QQ bí ẩn? Phải. Chỉ cần lấy được số QQ này là có cách lấy hàng, có cách làm giàu. Thật thú vị. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây đúng là một thế giới điên rồ. Bà ơi. Bà ơi, sao con lại ở đây? Không phải ba đã nói với con rồi sao? Đừng tùy tiện đến tìm ba. Ba có biết đội trưởng Lôi ở đâu không? Giờ anh ấy thế nào? Này, con quan tâm đến vụ án hay quan tâm đến người? Ba, ba lại nói đi đâu rồi? Anh ấy là đội trưởng của con. Được rồi, cứ xem như ba nhầm đi. Không ngờ ông chú luôn mồm phê bình bọn tôi chơi game, nay lại chơi game. Sao cô lại ở đây? Không hoan nghênh à? Hoan nghênh. Cô đến đúng lúc lắm. Giúp tôi xem. Tại sao họ không trả lời tôi? Bên kia không online. Vậy thì sao? Để lại tin nhắn cho hắn. Được, cô nói với họ. Hàng tôi đã bán rồi. Cảm ơn họ. Ngoài ra tôi muốn lấy thêm hàng. Đã bán hết hàng, cảm ơn, xin gửi thêm hàng. Diệp Tử, lô hàng tôi nhờ cô hóa nghiệm đã kiểm tra xong chưa? Đã kiểm tra xong rồi, tôi đang định nói với anh đây.
Thành phần ephedrine trong ma túy là loại tổng hợp nhân tạo. Thảo nào rẻ thế. Sau khi hút có gì khác biệt? Tôi không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nên không rõ. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mà này, Tiểu Vương đâu? Cậu ấy đâu rồi? Giờ cậu ta thế nào? Cậu ta vẫn bình thường. Đại Bạch phái cậu ta đi công tác rồi. Đi công tác rồi. Đại Bạch nói Tiểu Vương chỉ bị thương nhẹ. Diệp Tử, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tiểu Vương hiện đang nằm viện. Đi. Đi thôi. Thủy phổi bị tổn thương. Lúc đưa đến bệnh viện đã mất quá nhiều máu. Vùng ngực bị nhiễm trùng. Lúc đó chỉ có một mình cậu ấy, hoàn toàn không cần phải hành động. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy đã đưa áo chống đạn của mình cho tôi. Cái này đều do tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tiểu Vương, nhất định phải kiên trì. Phải mạnh mẽ sống sót. Chúng ta còn rất nhiều vụ án nữa. Cậu phải tỉnh lại. Sao? Cậu muốn từ bỏ lần hành động này? Không phải từ bỏ. Tôi muốn thay đổi kế hoạch hành động. Tiểu Vương đang nằm viện và chưa thoát được cơn nguy kịch. Tôi muốn chăm nom cho cậu ấy. Thế chẳng khác nào cậu từ bỏ. Cậu không phải là bác sĩ. Cậu không thể cứu mạng cậu ấy. Nhưng tôi là đội trưởng của cậu ấy. Tôi phải gánh vác trách nhiệm. Được rồi. Tôi tôn trọng quyết định của một đội trưởng như cậu. Nhưng cậu phải nhanh chóng tìm ra hang ổ của đám buôn ma túy. Vâng. Đội trưởng, ổn chứ? Không sao. Ba của cô tính tình vẫn như xưa. Chỉ nói những gì cần nói. Vấn đề bây giờ là những kẻ buôn bán ma túy này đột nhiên mất tích. Đại Bạch, họ đã đi tìm kiếm dọc sông rồi. Đường bờ sông mấy trăm km. Tôi sợ sẽ không thu hoạch được gì. Ma túy lần trước tôi mang về, còn ở đó không? Còn. Được, đi lấy nó đi. Đội trưởng, nhìn xem đây là cái gì? Đây là lá sậy. Có thể là mấy tay buôn ma túy không cẩn thận, vô tình để lẫn lá sậy vào trong gói thuốc. Lá sậy này mọc ở bờ sông. Nếu chúng ta tìm thấy nơi mọc loại sậy này, chúng ta có thể tìm thấy xưởng sản xuất ma túy đá. Không sai. Chúng ta có thể thông qua phương pháp xác định nguyên tố vi lượng tìm vị trí của xưởng ma túy đá. Diệp Tử, thông báo cho Đại Bạch ngay lập tức. Tìm lá sợi dọc sông, gửi cho phòng thí nghiệm, nhờ họ tăng ca kiểm nghiệm. Được. Cục trưởng, là Diệp Tử phát hiện manh mối này. Cục trưởng, kết quả hóa nghiệm chứng minh rất giống với loài thực vật trên đảo Ngư Phu. Nói vậy thì chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi, tập trung điều tra đảo Ngư Phu. Cục trưởng, trên lý thuyết chính là như vậy. Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể đúng như dự đoán của chúng tôi. Được. Lập tức hành động. Vâng. Đại Bạch, có lẽ là nơi này. Chuẩn bị hành động.
mọi người chú ý an toàn. Đi. Không được cử động, đứng yên. Kiểm tra xem có ai còn sống không. Thật tàn nhẫn. Đội trưởng, hình như chuyện chỉ mới xảy ra tối qua. Diệp Tử, cô không sao chứ? Tiểu Lý, Đại Bạch, cậu ra ngoài với tôi một chút, được. Đội trưởng, hình như là mấy tay buôn ma túy thanh trừng nhau. Không đơn giản thế đâu. Chắc chắn là do sát thủ chuyên nghiệp ra tay. Diệp Tử, thông báo cho phòng thí nghiệm lên đảo. Được. Đại Bạch, sau khi quay về, kiểm tra xem trên thị trường ma túy có động thái gì mới không. Được. Tiểu Lý, thu dọn thuốc và mang về. Vâng. A Lực, lần này cậu làm tốt lắm. Chút tiền này cậu cầm dùng trước đi. Số còn lại tôi sẽ gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ cho cậu. Cảm ơn. Anh Thanh, em nghĩ chúng ta nên gọi thuyền chở mấy thứ đó về. Cứ để thế thì lãng phí quá. Mày ngu thế chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Em nghe nói đám nhân công nói với em, nguyên liệu của bọn chúng đều là hàng nhân tạo. Mấy người đó đâu? Người toàn bộ đều làm theo lời anh dặn, không còn ai cả. Mày cũng ác đấy. Tất cả đều theo ý anh. Đội trưởng, cô đến rồi. Có bác sĩ và y tá ở đây. Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi nên ở bên cậu ấy nhiều hơn. Cô về đi. Nhưng tôi nói thế nào cũng chỉ có một mình. Cô còn gia đình. Được rồi. Tiểu Vương, Tiểu Vương, tôi muốn uống nước. Được, tôi sẽ đi lấy cho cậu. Bác sĩ, nhanh lên. Bệnh nhân đã tỉnh. Nhanh nào. Nhanh lên. Đây đúng là một phép màu. Chúng tôi đã định đợi anh ấy ổn định hơn một chút, rồi gửi đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải. Chúng tôi làm cảnh sát đều có chính cái mạng.
Đội trưởng, anh xem, số quy quy anh nhắn đã trả lời rồi. Vui lòng báo lượng hàng cần và địa điểm. Này, cô lập tức thông báo cho cảnh sát mạng, theo dõi IP của họ. Vâng. Cục trưởng, kết quả theo dõi máy tính lần này cho thấy địa chỉ IP hiển thị là ở Hồng Kông. Tài khoản ngân hàng cũng ở Hồng Kông. Cục trưởng, liệu có phải là giống lần trước không? Đưa cho họ thêm 100.000 nhân dân tệ trước khi họ biết sự ma túy đá xảy ra chuyện, dụ bọn họ xuất hiện. Hôm nay không biết không có nghĩa là ngày mai không biết. Các phương pháp phạm tội hiện nay rất đa dạng. Đây có thể là một cái bẫy. Chuyển khoản ngân hàng chỉ mất vài giây. Tôi không muốn lấy ra mấy trăm ngàn để mạo hiểm. Cục trưởng, ý của anh là không điều tra nữa? Tất nhiên là phải điều tra. Nếu đã xác định được mục tiêu đang ở Hồng Kông, vậy ngày mai các người sẽ đến Hồng Kông một chuyến. Ngày mai đi. Đi Hồng Kông không phải là phải tốn tiền sao? Cần tiêu thì tiêu. Nhưng khi hai người đến đó, nhất định phải nhờ cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Phải đảm bảo an toàn bản thân. Hồng Kông, Trung Quốc. Đội trưởng, quả nhiên Hồng Kông rất hiện đại. Tôi còn nghe nói Hồng Kông là thiên đường mua sắm. Đáng tiếc lần này không có thời gian để cô đi mua sắm. Cho dù có thời gian thì tôi cũng không có tiền. Đội trưởng, anh nói xem, lần này chúng ta có thể tra ra nguồn gốc của công thức với bọn buôn ma túy không? Mặc dù không biết lần này có kết quả gì không, nhưng chắc chắn sẽ có manh mối. Hai người là cảnh sát Lôi và cảnh sát Trương có phải không? Tôi là Lôi Đình, còn đây là... Tôi là Trương Diệp, xin chào. Xin chào. Không ngờ cô lại nhận ra chúng tôi ngay. Là cảnh sát, đây là kỹ năng nên có. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tích cực hợp tác với hai người. Lên xe đi. Được, được, được. Bỏ vào. Mời. Đây có phải là lần đầu tiên anh đến Hồng Kông không? Có muốn tôi dẫn hai người đi dạo không? Không cần đâu, quan trọng là phải giải quyết vụ án. Cảnh sát Phùng, cô đã xem thông tin chúng tôi gửi lần trước chưa? Tôi xem rồi. Thực ra, chúng tôi đã theo dõi vụ án này từ lâu rồi. Thế thì tốt quá rồi. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ma túy trong thành phố của tôi có liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy ở Hồng Kông. Đúng vậy, là bột ca và ma túy đá đúng không? Đúng rồi. Thông thường, sau khi ma túy từ Tam Giác Vàng đến, tất cả đều đi qua biên giới Vân Nam và biên giới Tây Bắc, rồi đi khắp lục địa. Nhưng yêu cầu về ma túy đá khá cao. Vì vậy, thường là sau khi gia công, ở các khu vực phát triển, sẽ lén chuyển ra ngoài. Vì vậy, đôi khi Hồng Kông trở thành trạm trung chuyển ma túy đá. Hồng Kông là trung tâm tài chính châu Á. Các ngân hàng trên thế giới đều có chi nhánh tại Hồng Kông. Vì vậy, có rất nhiều tay buôn ma túy và cờ bạc mở tài khoản ở Hồng Kông rửa tiền. Theo tài liệu tôi đọc được, thế giới ngầm ở Hồng Kông đã được dẹp yên từ lâu rồi mà. Sau khi Hồng Kông về lại Trung Quốc thì đúng là yên ổn hơn rất nhiều. Mấy cảnh chém chém giết giết như trên phim đã không còn xảy ra nữa. Và bây giờ nhiều dân anh chị ở Hồng Kông chuyển sang kinh doanh, ai cũng mở quán buôn bán. Thế bọn họ chuyển sang bạch đạo à? Đám xã hội đen này bên ngoài thì đi theo bạch đạo, bên trong vẫn theo hắc đạo. Và bây giờ mua bán dâm ở các câu lạc bộ đêm và cờ bạc trên biển đều do bọn họ kiểm soát. Hình như vấn nạn bạo lực vẫn xảy ra. Tất nhiên, có nhiều thứ không phải cứ muốn là giải quyết được. Giang hồ có nhiều ân oán, đặc biệt là khi liên quan đến ma túy, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Alo. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến sớm thôi, thế nhé. Các anh thật may mắn, vừa đến là có manh mối rồi. Thật à? Bọn họ nhìn thấy lão ca ở khu vực Tiêm Sa Chủy. Lão ca. Lão ca là ông trùm của Tân Đồng An. Ông trùm. Ông trùm có nghĩa là lão đại bang chủ. Tôi đã đọc tài liệu mà hai người gửi. Những tài khoản đó đều mở từ nửa năm trước. Mở một lần cả chục cái. Hơn nữa mỗi lần rút tiền là rút hết.
nên hiện tại chúng là những tài khoản trống. Tôi nghi ngờ tất cả đều do cùng một người hoặc cùng một nhóm chuyên rửa tiền hoặc chuyển tiền. Phán đoán của cô rất có lý. Trong đó một lượng tiền lớn đã được chuyển cho Tân Đồng An, tức là chúng có giao dịch với lão ca. Nếu tìm thấy hắn, có lẽ chúng ta có thể tìm ra kẻ đứng sau của mọi chuyện. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Hai người này là cảnh sát nội địa, có tin gì không? Cảnh báo anh, đừng có giấu. Lão ca xuất hiện ở Tân Giới. Khu nào Tân Giới? Tất nhiên là địa bàn của Tân Đồng An rồi. Sau khi trở thành lão đại, hắn đã thực hiện một số giao dịch lớn, rất kiêu ngạo. Thông tin có đáng tin cậy không vậy? Cô cảnh sát à, tôi đã nói với cô khi nào chưa? Đừng nói nhiều như vậy, tôi còn có việc phải đi trước. Cảnh sát Phùng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không nên vội. Lão ca là người rất xảo quyệt, sẽ không xuất hiện nhanh như vậy đâu. Đợi đến khi tin tức của tôi được xác nhận, chúng ta sẽ hành động. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bây giờ đến giờ ăn rồi. Các anh lần đầu đến Hồng Kông phải không? Sao không để tôi mời các anh đi ăn, nhân tiện đi dạo phố được không? Được vậy thì tuyệt. Thế này không tốt lắm đâu. Cảnh sát trong thiên hạ là người một nhà. Ngoài ra, tôi muốn thực hiện nghĩa vụ chủ nhà của mình. Đi thôi. Đi. Đó không phải là chị Mỹ Lệ sao? Chị Mỹ Lệ.